cái chia chúng ta bộ rán đây là một bức sạc để tìm rõ mà ổn và đây ổn chọn mình tên mà chúng ta nhức nhức nhẹ mà ổn này nhức mình tên xong bà con khmê à dụ bà mùi một bên bạch xăm láng nó xong thì nhức ít xmê đôi không bà khai nè mà đó và bà này cứ thông bài kriêm mà không được khai thông bà phụ à là bức sạc bị bì đêm biết nữa và đây mà ổn này và đây mà ổn bà đây สมเจตสนาบาดนี่คือประสาทพนมฤกษ์บาดอันนี้ផ្លូវឡើងនៃប្រាសាទធម្មរិច្ចបាទអានេះខាងនេះក៏មានចន្ទាដែរបងប្អូនចន្ទាខាងនេះក៏មានដែរចន្ទាពីរបស់បាទចន្ទាខាងឆ្វេងធំបាទដូចបែបមកទៅកើតខាងឆ្វេងខាងស្ដាំខាងស្ដាំនេះតូចមែនទែនតាមឋានៈបាទមកទៅបាទនេះបើប្រហែលជាព្រះអង្គម្ចាស់ นาฤกษ์ก็สักกรัญนามวยบ่าบ่ครอบครองบ่านี่ที่นี่อัศจรรย์แม่นเต้นโอ้ยสิเพียบให้ประชาชนที่ประชาเรียได้รู้นៅบ่าตะบันนี้ก็จั่นก็กอบ่าสบไงนៅติ๊กตุ้ยบ่พอดบ่เกิดปีสมัยโบราณบ่ให้จะชาลแม่นเต้นบ่สายังเคยวัดบ่ปั่นนาไหนนៅเลยนี่บ่าแต่บ่านี่ถ้า bà đây bà cha mình tên bạn bà đây chúng ta làng chúng ta cho đây bà bà sát ô khó nét xinh ô khó nét mô tâm mũi nó bị khó nét bay tay khó nét bệnh bệnh chật bà đây bà đây bà đây bà đây chúng ta làng từ khẳng lớn học ổn tỏ anh chơi tốt sản này prasad phnom rích đã sất nơi phùm rích khum sở dòng sốc lên khát được hiệp tìm chí học ổn lời chọc đăng thao prasad này mình tổng hợp một bản nà mình bạch 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 chân nà sở lập bạc vầy khlắc có sản lý chân nà tỏ xong rút anh chơi tốt sản nà chân mùi nực chân mát thôi đồng nà lãng từ khẳng lớn đếm lo mà học ổn bạc được chứ bà tỏ ok và chúng tôi xưa bà con chân chết và lời chân bát sân mừng hai nơi bà con nơi bồi nhật than môi cầm lan đòi chậm nát tại nơi nâng chân kẹp núm bàn tay chết cái bàn lơ của phu núm đem đó đó tại miền phố tha prasad phnom rích và đó sao chả và chân sân bà con tôi xin bà prasad đến bà con chân đăng tha chia prasad được con sang được nong samay cao ná miền sơn lập bắc samay cao ná rồi chia ăn ná cho nên có sáng xong anh chơi bị mít tạm đàn tốt sản á nơi video clip chứ mùi nâng xem bát được xem bát nâng bùng hóa nơi trong YouTube channel chứ mùa cầm bụ mê rá nâng màu đỏ khả mẹ và xong chơi tạm đàn bằng tỏ tiết chứ mùi nâng xem bà bằng tay môn nâng xem riêng riêng bằng tỏ tiết xem bát nâng bắt cho nơi tìm hiệp chung vinh bật sát ở sốt sát chia bà giá ca đã có ôi chụp chất đá rõm đọc bò rửa sốt và xong mình chơi nâng xem bằng tỏ bà và nếu cái chia tốt sản phẩm cho cả đã bỏ sót đặc trưng ba đẹp đẹp mà mình nơi khám mục bà sát này cứ miền bà sát tức là thông nơi khám mục và hai miền chúng ta cho thông bài kriếm hai khám mục nó cứ bộ bình đòi tế sự phiệp bệnh phnom và đòi khiêu sở ngắt bài toán và hai bà bồn bàn khơi nơi phnom thấp bệnh miền chế và phnom thấp bệnh và đòi về online bộ sở đọc từ đòi cho là các bọn sắp phong đài bà nhưng thế xong mình chơi cho xa và sắp bằng to cho mình chăm bạc bà bà tên đây bọn khuyên sắp bác bà này thì bà này cứ chơi bà sát bà nùm rích đại miền tì gần lãnh thật nơi phùm rích khùm bà sở dân sở cụ lên khát bề bà bà tì cầm bù chìa bà bà sát này mơ tàm sắp bật dịa cầm nâng bốc bách nâng xe la trái đất chứ đăng tha bà sát này cứ tới bàn có sáng được trong riêng và phải bà sổ dễ và rửa mạng tế viện tìm muối và nơi đam sử dụng tìm đập muối tâm bay ưu tư phai tếp sạch sạch hẹn đù và đại mên sẽ là bạc khuyến và sẽ là bạc bẹp khuyến và chẳng thấy xong mình chơi tốt sản á nơi bạch sổ sọp bích và tại của sọ sạch đáy để tới đá tới bàn lửa lúc bỏ thử hai bạn rồi mình tên bạn chẳng để mình ai tốt sản á nơi và sọ sọp bích là sọ sạch hãy nâng mạch bà đè bằng tích bằng tuốt
ឆ្នាំបាទអត់ទុចិនបាទនេះគឺជាក្បាច់សិល្បៈក្បាច់សិល្បៈនេះស្រដៀងនឹងរចនាបថប្រែរូបបន្តិចក៏គេបន្តិចប៉ុន្តែពមែនទេបាទគឺជាសិល្បៈឃ្លាំងបាទ Bà xong chơi tốt xa Nơi bà chơi xa bích tốt xa át Hay bàn tập đi tốt xa nơi bà chơi xa bích hay Bà bình mít nâng tốt xa nơi xí la chá rắc Nơi bà xa nôm rích nè, phong đài bà Bà nơi cứ chìa xí la chá rắc Tốt xa xa át Chà nè rất xa tư vật tì đập mùi បាទនេះគឺជាប្រាសាទដែលខ្ញុំថតពីខាងក្រោយថតពីខាងលិចនៃសារចំហទ្វារទៅទិសខាងកើតដែលមានប្រាង 2 បាទនេះទស្សនីយភាពនៃជ្រុងខាងនៅដីនិងខាងពាយ័ពនៃប្រាសាទភ្នំរិចប្រាសាទអស្ចារ្យបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិមិត្តជនជាតិដែលបានទស្សនានៅបាទប្រាសាទភ្នំរិចលើកទី 1 ដែលខ្ញុំបានឃើញចំពោះខ្ញុំថ្មីចេះតែម្ដងបាទសូមអរគុណចំពោះដូនតាដែលបានបង្ហាញផ្លូវ ដល់ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាច់ទូលបង្គំបាទសូមបុកសួងដល់សក្តិសិទ្ធិដាសូមជូនមិញផលចំពោះបពិបរៈដូនតាដូនជ័យខ្មែរជាពិសេសគឺបណ្ឌិតវិស្វករហើយនិងព្រះជាហើយនិងអ្នកកសាងនិងអ្នកថែរក្សានៅប្រាសាទនេះសូមឲ្យលោកយុគកំណើតបាទកើតជាខ្មែរនៅយុគសម័យណាមួយដើម្បីបានមកជួយកសាងប្រទេសខ្មែរប្រទេសកម្ពុជា ឲ្យមានមុខមិត្តនៅលើស្កលលោកបន្តទៅទៀតបាទតែសូមអរគុណនិងអរប្រគុណនៅការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបដែលខ្ញុំបានបានមកដល់ទីនេះផ្ទាល់ដោយមានការអន្ទងពីដូនតាតែម្ដងហើយខ្ញុំបាទខ្ញុំកណាបានមកឃើញនៅប្រាសាទនេះដែលមុខមិត្តស្មានថាបានឃើញទៅដល់សោះតែសូមអរគុណនិងអរប្រគុណបាទនៅការតាមដានទស្សនា